Hello, chào mọi người đã đến với những video của em nha. Hôm nay em sẽ giới thiệu với chị em mình về cái sản phẩm kem dưỡng trắng da ngừa mụn của công ty Miden nha chị em mình. Như chị em nào mà cái da của mình vừa muốn dưỡng trắng vừa muốn ngừa mụn màu thâm luôn thì mình sử dụng cái sản phẩm này nha. Cái sản phẩm này nó chiết xuất từ sữa non và sữa tươi thiên nhiên, rất là an toàn và lành tính, cho nên chị em mình sử dụng cứ việc yên tâm, nhà hàng chính hãng công ty Miden luôn. Chị em mình thắc mắc gì thì cứ việc nhắn tin của fanpage hoặc Zalo, Facebook của em vẫn được nha chị em mình. Một hũ như thế này là chỉ có 130.000 thôi. Cái chất kem bên trong đó là cái chất kem nén, nhưng mà khi thoa lên da thì nó sẽ thấm vào da của mình rất là nhanh. Cái mùi hương thơm rất là dễ chịu luôn đó chị em mình. Để hôm nào em sẽ test kem cho chị em mình xem nha. Hôm nay thì em quay mẫu về cho chị em mình xem. Những video sau em sẽ test kem lên cho chị em mình xem. Nếu mà chị em thắc mắc gì thì cứ nhắn tin liên hệ với em qua fanpage nha chị em mình. Chào mọi người và hẹn gặp lại.